Đến Hello. giờ sao không mua ô tô đi mà giờ lớn tuổi Làm đi mua ô tô? rẫy chết mẹ này. Làm rẫy ha, bây giờ Làm nâng rẫy. đời lên đúng không? Nâng đời sống lên. Bây giờ hết hết thời. Khi chú đã ngoài 60 tuổi rồi nhưng mà dành dụm suốt ba mươi mấy năm để cố gắng đoạt một cái chiếc xe hay là kiếm một cái gì đó cho bản thân mình, thì họ là cố gắng tới mức đó đó, các bạn thấy không? Tuy một cái người làm rẫy làm ruộng thôi nhưng mà cái uy lực và cái nghị lực của con người ta nó khát khao để mua một con xe ô tô. Thì vì vậy lớp trẻ chúng ta, nếu mà khi trong đầu chúng ta mà có hình thành khi mà ta lớn lên đúng không, ước mơ của chúng ta là có nhà lầu, có xe hơi, cái điều đó là điều hiển nhiên, tất cả ai cũng muốn cái điều đó, nhưng rất là khó thực hiện. Nhiều người phải bỏ ra ba mươi mấy năm, bốn mươi mấy năm để dành cái ước ao đó, để được một cái gì, để được một cái ô tô, được một cái nhà lầu. Thì đôi khi chúng ta phải hy sinh và chấp nhận rất là nhiều. Cho nên là khi anh em mà cảm thấy muốn ô tô, muốn nhà lầu đúng không, các bạn đừng có tự ti nữa các bạn hãy đến ngay Pháp Anh. Pháp Anh sẽ có một cái khóa học rất là đơn giản, các bạn chỉ bỏ ra 20 triệu thôi, trong vòng 2 tháng các bạn sẽ có ô tô đi, và các bạn sẽ có một cái ngành nghề ô tô tuyệt vời luôn. Cái nghề ô tô là cái nghề làm giàu hiện giờ trên đất nước và trên thế giới chúng ta không có cái trường lớp nào mà dạy chúng ta mua bán. Nhưng hiện tại ở Việt Nam, tại 900 quốc lộ 1A lại có một cái anh Pháp Anh, ảnh vẽ ra một cái sơ đồ để dạy cho chúng ta trong vòng chỉ có 2 tháng là chúng ta có một cái ngành nghề ô tô. Đôi khi nói tất cả chúng ta không tin, nhưng mà chúng ta hãy đến đây nha. Pháp Anh đã thành công và thực hiện một lớp học đào tạo ô tô, và bây giờ các học viên của Pháp Anh trong vòng có 2 tháng các em đều có, người nào cũng có một và tới hai ô tô nha. Là các bạn thấy rồi đó, với một chiếc xe đời rất là cao, xe máy xăng, nhưng mà tuy cái dòng này là cái dòng nhiều người rất là thích, nhưng mà để tìm một chiếc xe mà cái giá hợp lý mà nó rin như thế này thì rất là khó nha. Cho nên là với cái độ trình độ chuyên môn của Pháp Anh và với một cái kinh nghiệm lâu năm, thì Pháp Anh có một cái đội ngũ lựa chọn mua một chiếc xe mang về để làm gì, để bán cho những cái người dân, những cái người không hiểu biết về xe cộ, và họ an tâm họ đến Pháp Anh họ mua. Thì cái ấp ủ của những cái người miền Tây và những cái người nông dân nông thôn, tại sao mà họ tìm đến với Pháp Anh rất là nhiều trong cái thời gian qua, thì với một cái sự tin tưởng và với cái tấm lòng và với cái tâm, thì Pháp Anh đã đụng đến trái tim của những người dân và người làm nông làm ruộng, và họ đã dành dụm suốt bao nhiêu năm trời để tìm một cái nơi uy tín mua rất là khó. Thì hầu như chúng ta bước ra đời, chúng ta bước ra đường hầu như là chỉ có lừa nhau là sống. Các bạn biết rồi đó, một cái gara mà một cái salon lớn như Pháp Anh đây mà còn bị mấy cái gara gần gần đây mang cái xe ha, lính mình nó không biết, nó mang cái xe ra mà nó còn lừa nữa. Xe nó bị gì, bị mỗi cái dính thắng nó nặng thôi mà cái gara nó báo là hư hộp số, thì các bạn biết rồi đó. Một tí xíu thôi, Pháp Anh mà không tỉnh táo, mà học viên mà nó không báo cho mình một cái là cái nơi đó nó rã cái hộp số ra, nó kêu là làm hết 30 triệu. Các bạn thấy không? Nó ác nhân ác đức như thế đó. Mà hầu như bây giờ tất cả các cái gara nó đều làm như thế. Kiếm được một cái gara mà có cái tâm rất là khó. Cho nên là khi anh em trước khi mua một chiếc xe ở cái nơi nào, hoặc là các bạn đang có xe, các bạn chạy, các bạn phải đừng có nên tin tưởng một cái chỗ nào hết đó. Pháp Anh nhắc nhở với các bạn một điều là các bạn tới chỗ đó xong, chỗ đó nó phán là bị này bị kia đúng không, các bạn nên giúp Pháp Anh chạy cái xe đó tới tiếp chỗ khác, các bạn thấy cái nơi đó lại báo tiếp, nó lại báo một cái hiện trạng khác nhau đúng không, thì các bạn giúp cho Pháp Anh tới một cái nơi khác nữa, uy tín hơn nữa, gara lớn nữa, các bạn sẽ xem và các bạn sẽ phân tích ba cái nơi đó xem coi như là ba cái nơi đó nó có giống nhau hay không. Đó là cái cách làm của mình, và Pháp Anh đã truyền đạt lại cho học viên Pháp Anh và học viên của mình. Thì từ đó trong vòng cái tích tắc 2 tháng thôi là các bạn học viên đã lấy được cái năng lượng của mình truyền qua, thì các bạn học rất là nhanh và các bạn mua xe về là kiếm lời liền trong vòng tích tắc. Đó là cái nghề mua bán ô tô hiện giờ ha. Vậy trẻ ơi, giờ mình cứ dạy đi qua sang năm ấy. Thì sang năm rút, chứ bây giờ mà rút nhập thì với thứ hai đó là vô tình mà nó dính những cái vấn đề mà nhà nước nó cứ xác minh đó. Tại hiện giờ là nhà nước nó đang xác minh những cái vấn đề xe tranh chấp này kia, đâm ra là nó rất là nhiều. Vô tình nhiều khi nó cứ thấy mình hồ sơ mình đi từ tỉnh này qua tỉnh kia, đâm nó xác minh nó lâu, mình phòng cái rủi ro thôi.
cho nên là cứ để sang năm đi, để bên công ty Pháp Anh làm cái giấy tay này là ok rồi. Ủa chứ từ xưa nhà chú có xài xe bây giờ chưa? Có, xe này cũ mà, xe tao xe tải mà. Đấy, nhưng mà lần đầu tiên. Lần đầu tiên mới mua xe này. Xe tải mà chưa mà phải có lơ đặng kéo tay lái phụ mà nó ít có chức năng này lắm. Mà từ xưa đến giờ sao không mua ô tô đi mà giờ lớn tuổi đi mua ô tô? Làm rẫy chết mẹ này. Ừ, làm rẫy ha. Bây giờ nâng đời lên đúng không? Nâng đời sống lên. Bây giờ hết thời. Nghĩa là giờ già rồi phải cái chứ sáu mấy tuổi rồi đâu. Dạ, sáu mấy tuổi. À, đâu có làm gì nữa. Mình là hiện là đang ở Dầu Tiếng, Bình Dương à. Ừ, chưa, chú ở miền Tây bỏ xứ đi lập nghiệp. Ấp Cây Liễu hả? Cũng mình gần xã, sát xã. À, sát xã luôn. Mình làm rẫy luôn, trong rẫy luôn. Rẫy. Cuộc sống mà mình phải bỏ theo dân Tiền Giang, bỏ xứ đi đó là mấy 40 năm. Dân Tiền Giang. Chắc quê giờ dòng họ chắc đang ở đó nhiều ha. Không, có mình chú đi à. Dạ, thì nhưng mà ý là dòng họ mình chắc ngoài đó hết chứ. Tiền Giang. Ở Tiền Giang hết à. Chú kiểm tra lại cho con nè, có khung số máy con vừa mới cà xong á. Kiểm tra lại cho con theo giấy tờ coi nó có đúng không. Có, hồi xưa chú có mua chiếc xe tải nó vụ giấy nè. Mà nó có số máy mà nó không có cái số trường. Không, cái đó là bên công ty người ta chịu chứ. Vô tình mà nó sai thì công ty mua xe cũ. À. Nó không có số luôn. À, nó cũ quá. Tao chạy tao làm máy rồi lại tao chạy mấy năm chạy vòng vòng sớm tao chở đầu đi làm hồ. Chứ còn chú mua mà những cái chỗ mà lớn như thế này thì người ta làm được uy tín người ta mà, cho nên là khi mà trục trặc cái gì là người vậy ta là sẽ chịu trách nhiệm hết. Đưa chú cái này làm gì? Không, cái này là cái số máy số khung của nó. Máy số khung của chú. Để cho chú biết là cái số máy xe nè, số máy số khung nó rõ như thế này nè. Chứ nhiều xe nó không có số máy số khung rồi tới lúc đó là mang cãi nhau à. Đúng chưa? Nhiều chỗ nó bán cho mình nó là nó không có làm những cái vấn đề này thì đâm ra mình đi mua đó như chú mua bị cái xe không có giấy khung đó nó lừa mình nó bán đó rồi tao xuống tao đăng kiểm rồi nó tao đăng nỉ nó quá nó cái đăng kiểm còn đây là cái bảo hiểm mới rút tiết kiệm qua đó rút tiết kiệm tiết kiệm được mấy trăm triệu rồi thôi làm bao nhiêu năm mà tiết kiệm được dần này ba mấy năm làm ba mấy năm mua được con ô tô ghê cũng kiên trì rồi chú sao biết được Pháp Anh mà hay rồi tới mua xe hay tao năm ngoái hôm nay tao coi hoài năm ngoái tới mua năm ngoái mà thấy mà vẫn sợ là rút ra hết tiền rồi đâm ra cố gắng tới giờ cố gắng mà thấy không cố nổi nữa có ai muốn làm gì đó không mà chú tính là giỏi á kiên trì ba mươi mấy năm để dành dụm mua con ô tô nhiều người coi như là tao mua chiếc xe 250 thôi ai ngờ tới đây là chơi cái hơi lỗ chơi ghé rụng hết tiền thằng con nó thấy vậy nó chà ra cái này đi thôi ráng thôi thôi chú làm việc đi để anh em ra nó coi nó đưa cái xe máy lên nha các bạn thấy rồi đó là dành dụm suốt ba mươi mấy năm kiếm một cái gì đó cho bản thân mình thì họ là cố gắng tới mức đó các bạn thấy không tuy một cái người làm rẫy làm ruộng thôi nhưng mà cái uy lực và cái nghị lực của con người ta nó khát khao để mua một con xe ô tô để được một cái ô tô được một cái nhà lầu thì đôi khi chúng ta phải hy sinh và chấp nhận trong cái cuộc nói chuyện đôi khi người ta không tin nhưng mà các bạn hãy tới Pháp Anh đi ạ các bạn hãy tới mình nha các bạn hãy tới mình các bạn sẽ biết được cái sự thật các bạn đừng có tự ti nữa các bạn đừng có ngại nữa hãy gọi điện ngay cho bên mình nha số điện thoại 0988111554 để chúng ta dành cái ước ao đó và chúng ta thực hiện cái ước ao đó cho thật lẹ ha thì phía sau lưng của chúng ta đây là một chiếc xe của ông chú đã suốt 30 năm cái ước ao của ông chú và đã thành hiện thực ha. Thì ông chú này đã chạy một chiếc xe từ ở Ủa cái xe này mình chạy từ đó lên đây là mấy tiếng? 2 tiếng hả? Đi 2 tiếng đồng hồ. Dành dụm mà hơn 30 năm trời để ước ao một con ô tô. Thì ông chú đã ước mơ đã thành cái hiện thực ha. Thì bây giờ một lát nữa thì chiếc ô xe máy này sẽ được bỏ lên trên chiếc ô tô này để đưa về cái tỉnh ha. Mình có ô tô rồi sao mình không bán cái này luôn đi anh? Pháp Anh mua luôn cho. Cái vậy hả? Giờ mình có ô tô rồi, mình nâng cấp lên chứ mình chạy. Hả? Ngon chịu luôn. Thì các bạn cũng thấy nè. Cái khao khát và cái niềm mà ước ao của con người rất là lớn cho nên là khi anh chị nào mà ví dụ như là mình đang đây chiếc xe ha
chiếc xe này bên mình đã bán và chú đã cọc từ xa và chú cũng đã đến tới nơi và kiểm tra, và ngày hôm nay là ngày đẹp tháng đẹp, cho lên luôn đi, ngày đẹp tháng đẹp thì một chiếc xe đã về tỉnh Dầu Tiếng Bình Dương ha. Rồi chúng ta cố gắng đi. Nhiều anh em kêu nhà tôi nghèo lắm, tôi đi làm ruộng làm rẫy trong túi không có một đồng thì lấy đâu mà đi học ô tô, đúng không? Rồi lấy đâu tiền đâu mà mua ô tô. Nhưng các bạn đến Pháp Anh sẽ mở các bạn, Pháp Anh phải mở cái tư duy cho các bạn. Các bạn sẽ có một cái ngành nghề mà đôi khi suy nghĩ chúng ta không hề với tới, nhưng Pháp Anh sẽ cho các bạn với tới. Đó là cách làm của Pháp Anh, đúng không? Thì anh em nào ấy, bây giờ mình ra mình xem cái này đi. Đây mới là cái vui. Nhớ nó chạy không? Thôi Pháp Anh xin chúc cho các bạn, nếu mà muốn học nghề ô tô đừng tự ti nữa, hãy gọi điện nhanh cho mình sẽ giúp cho các bạn một cái nghề siêu lợi nhuận trong cái thời gian vừa qua. Nghề đất, nghề đai, nghề gì chăng nữa bây giờ banh xác hết rồi các bạn ạ. Các bạn thấy rồi đó, vay tiền đi mua đất để kiếm lợi nhuận nhưng mà ai ngờ banh xác luôn trong cái mùa vừa rồi ha. Còn xe ô tô thì vẫn phà vẫn kiếm sống được, cho nên là anh em, thứ nhất là cái xe ô tô Pháp Anh nói các bạn nè, vừa có để đi nha, rồi gì vừa có để bán nữa. Đó là cái cách làm của mình, cho nên là khi mà mình làm một cái ngành nghề gì đó mà mình cảm thấy mà suốt một thời gian 5-10 năm mà mình không thành công, các bạn hãy dừng lại và các bạn hãy mở não ra suy nghĩ kiếm một cái ngành nghề gì đó mà tốc độ nó di chuyển nhanh hơn và nó giúp cho mình sướng như mình đã nữa. Đó là cách làm của mình, và mình đã suy nghĩ và mình đã vượt qua và mình đã làm nghề ô tô xong suốt một thời gian qua. Thì bây giờ Pháp Anh đã vẽ đó một cái bản vẽ là đào tạo học viên, cho nên là anh em nào muốn học nghề cứ hãy đến mình nha. Thôi, hẹn gặp các bạn với những video tiếp theo, và các bạn nào muốn mua xe nên nhớ nha, tìm những cái chỗ uy tín mà mua. Thôi, chúc các bạn mua xe như ý.